Hello em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Chắc mình sẽ bán ba con này nhé. Phải lấy hai AT về để phòng sách thánh anh em. Bỏ tập sự kiện lên. Basic. Điểm dây phát. 28, 27, 26, 25. 24. Phút không tàn à? Trận Yon không nhỉ? Em phát xem có gì không, có gì. Đấy, hai bạn này đi. Phút không tàn thì ném cho con floor cũng được. Mua loại floor bên kia, mua loại floor bên này. Mình bút không tàn cho floor để cho nó ra giữa nhé. Này đi. Cái không có gì. Ra nhiều lúc mình cũng không định. Nghĩa là mình cũng không thích ném đồ tốc đánh cho floor là bởi vì thực ra con floor này khi mình nhận đam nó sẽ nhận được nhiều mana hơn là so với khi mà đánh thường ấy. Nên là giả sử nó còn hai con floor của bạn ngoại trừ vút hung tàn nhé, vút hung tàn thì mình thấy ok hiệu quả, ngoại trừ vút hung tàn ra thôi mình thấy là ok. Nhưng mà còn mấy đồ tốc đánh khác thì mình thấy nó đánh kiểu bị chậm chậm ấy, nên là thường nếu mà hai con floor mà đối đầu với nhau mà còn một con mà cầm một cái tốc đánh ấy, thì thường nó sẽ bị xiên sớm hơn. Chả biết tại sao nó bị thế nhưng mà chơi mà mình thấy nhận xét như vậy thôi. Mà hết đi. Vàng mua thêm một bạn nữa nhá. Chắc mua thêm một bạn một vàng thôi. Em bạn Lassie vô đầy đủ. Thế có phút ông tà này, còn đang mình sẽ đánh Yon, đánh thú, sao đấy? Yon là thú à? Thường vút đông tàn thích đánh Yon anh em ơi. Hợp nhất là cho con Yon luôn. Lo này cho con cứng phức áp đấy. Một tướng à? Một chí mạng. Đây xem. Muốn lấy các bán thần này về thôi tiếc tiền ba thừa thêm một con floor này, có thể lấy con Q-Grot này hoặc lấy thêm Windu, mà Windu chắc là lấy lại sau được. Mình sẽ lấy King Grot chứ nhá. Thú à, thú thánh đồ cũng được. Còn một trò nữa mà mình chưa làm, cái trò chơi Yon với cả Senel. Có thể late game thì thay bằng Q được, nhưng mà Yon Senel xong rồi mình run sớm từ vòng 6 hoặc là vòng 7 gì đấy. Vòng 6 là đã có 30% tỷ lệ ra tướng 3 vàng rồi. Vòng 7 cũng 35%. Vòng 8 35%. À vòng 6 là 30%. Thì hay à. Không phải đánh gì nhỉ? Rồi hay đánh rồi chắc chắn đánh thú hoặc là đánh cung thôi. Nhưng mà Vera xem ra gì nhá anh em nhá, xem ra con gì thì mình sẽ đánh theo form đấy vậy. Hai pháo thủ HT cũng ngon. HT chắc là một sách thánh là được rồi. Bán tạm con Tule này đi thì cũng hơi tiếc nhỉ. Nên mình sẽ bán một con Q-Grot đi. Q-Grot đi được. Em bán văn heo tạm nhỉ, văn bắn heo thì thực ra mình đang định giữ cung lại, định giữ thú lại. Nhưng mà bán thần cầm máu đồ game cũng ok nên mình chắc mình sẽ giữ con Tulen lại để phòng ra bán thần. Bán thú rồi đi. Mà cần thì bán thêm con Vio. Nga tê sấy luôn em ơi. Xem ra gì nữa nha anh em nhé. Cung.
này là thợ săn quỷ à? Đang... teo được, chơi teo được anh em ơi, có thương chơi teo được, thương chơi chơi theo kiểu teo này, xong rồi bắn một hàng ngang ấy anh em, được đấy, thế đánh trận này đánh thú nhé. Đây luôn giữ máu. Phá thủ này chắc mình bỏ anh em ơi. Nếu mà mình không chơi thêm Vera. Teo à? Teo, teo hai đồ này cũng ok. À teo đồ sách thánh cả cái phút hung tàn này cũng ok. Teo hai đồ này. Teo à? Thế mình sẽ đánh chắc chắn là phải có teo và tinh linh rồi này. Teo tinh linh này, sẽ kẹp thêm von cát à? Kẹp thêm ma tộc thì mình sẽ cần thêm một cái thẻ thú hoặc một cái thẻ ma tộc gì đấy. Hai thú này. Hay kẹp tinh linh được với gì khác không nhỉ? Tinh linh chả có gì khác mà kẹp. Kẹp hắc ám, hắc ám thì sao? Hắc ám thì cần một ngọc đại cho con rồng. Hơi tốn đồ ta. Thôi để xem thế nào nhé anh em nhé. Chắc là đánh, vẫn đánh 6 thú, 2 tinh linh xong rồi. Xong rồi đánh gì thì tiếp thôi. Khả năng lên con teo 3 sớm được anh em. Lên con teo 3. Có thể bạn này chắc đánh cung này. Bạn này thì chắc đang đép máu thôi. Bạn này manh thú giống mình này. Nhưng bạn này đồ thú có sách thánh. Có sách thánh thì có bạn có sách thánh ngọc đại ấy, cũng khá là khỏe. Lát đấm luôn. Ok. Lo không xiên được rồi. Đây tê sấy, pho xiên, ok. Sấy đẹp quá này anh em. Đứng đúng góc luôn. Máy đến hai tê ghiền ra đúng góc mình. Như chưa ai có thương, mỗi mình có thương. Ok, bây giờ thì mình sẽ chờ lên 8 thôi, lên 8 rồi bắt đầu đi luôn từ QC này. Lên sớm nhé, lên sớm còn cầm móng. Mình có thể thêm hai con thú hoặc mình có thể thêm một con gì đó nó có ích tí nhỉ. Diêu nguyên tố khoa học thánh đồ. Chắc thêm hai con thú đi cho nó có ích. Rat này sẽ đi bộ lên vậy. Hai con thú. Nhưng không ai có thương. Chắc khác nhưng mà đợi tí. Pho xin luôn này. Con Flo đấy 40 mana mà nó không xin luôn nhỉ. Lo xiên. Ok. Đẹp máu khá ok này. Phủ. Roll một phát đi. Tiếc tiền. Thêm một lần Amelie bắt đầu lên Amelie 2. Cái vòng 10 mình lên 7 cái này cũng khá là sớm đấy. Thêm một floor nữa mà đánh 2 floor đến đẹp máu thì cũng ok này. Voi chắc không cần. Voi bây giờ lấy hơi muộn. Em lấy xem còn bao nhiêu con voi nhé. 13 con voi. Chắc rồi. Chắc đánh cung rồi, mẹ này đánh, đánh đổi bài này. Mẹ chắc đánh trợ thủ này. Này đánh thú yon này. Mẹ đánh thú gì gì đó, thú sách thánh này chắc là bạn này sẽ đánh kia ngọc đại, bạn này chắc đánh hắc ám. Còn bạn này mình pháo thủ. Hai pháo thủ vào sợ sân. Không biết rồi. Mẹ chắc đánh trợ thủ. Hai vốt hung tàn này. Tàn mình ly này. Thế là con bán thần thì ngon. Thú này. Violet chắc bỏ đi cho nó đỡ chật nhà anh em. AT cứ giữ lại QC floor. Vội lên 8 hơn anh em ơi. Thế mình làm một trận mình chắc máu nhỉ. Bây giờ mình roll lên một tí xong rồi mình lấy một con floor 2 và con 2 AT2. Xong rồi mình đép máu tròn 100 máu. Thế cũng được, tạo con tay tính. Còn nếu mà đánh chỉnh tề thì anh em cứ tập trung lên 8 thôi. Đép cái này là khung này, đệm giả này là đép khỏe lắm rồi. Ok. Rát đấm một phát. Ok, floor xin một phát nữa, ok.
Rồi không xuyên được luôn. Thằng này mất 100 máu thì tiếc. Mày không mất. 32 à, lên được luôn đó nhỉ. 40 34 à. Còn thiếu 24 nữa cơ. Rồi xấu này. Kiểu bánh thú thôi. Có floor 2 này anh em ơi, có rồng này. Có Vera 2, ê hay floor 3 nhỉ? Một von cát, một floor 3, hai tinh teo với cả ấy. Thú vị nhỉ? Nghe nó cũng thú vị nhỉ anh em nhỉ? Con này nữa. Không kịp cho đấy lên, không sao. Thú này, ba con thú này. Ok, vẫn đép được máu này. À, hay nhỉ. Và sau mình lên 8, mình lên 8 sớm đó mà. Đây trận này đép khỏe quá. Có thằng khung 2 floor kẹp bán thần này đép khỏe quá anh em. IAT sách thánh đó. Còn MVP của thế giới nằm hết ở đây. Yon thì chắc thôi nhá. Sephira này cũng muốn lấy anh em ơi. Muốn lấy con floor 3. Không có nhờ. Mình bán cái Vera nhỉ, trận này mà mình chơi teo thì mình không dùng Vera. Bán Vera đi. Hayate bây giờ mình chưa có teo nên mình chưa dám bỏ Hayate đi. Khung này chắc vẫn đép được. Bây giờ chưa, nếu mà khi nào có teo 2 mình cũng cho vào nhé. Khung này đép vẫn đang ok. Lo này không xin luôn, ok. Ơ, à bán thần. Thôi đi rồi, mất cái khung đép của mình rồi. Ơ, chưa đi. Lo xin. Tulen. Thôi mất cái khung đép của mình. Cái chuỗi thắng dài dằng dặc rồi, tiếc thế. Ngoài đấy xếp hơi lỗi, ngoài đấy con floor kia xiên đôi. Xong sao? Rồi giờ đi tìm teo nhá anh em nhé. Tìm teo tìm. Thì bây giờ bán Vera thấy hơi tiếc. Bán luôn khung này không anh em? Bán luôn khung này thì mình 2, 3, 4 này đi. Xem một đống tiền. Đẹp chuẩn. Quyết tâm anh em ơi. Đến giờ phải bỏ. Giờ đấy lại ma tộc hơi tiếc. Cho phép đi. Con floor 3 tạo content được nhé. Lâu không có con floor 3 nào cũng tiếc. Rồi hai cái floor đẹp điên quá. Thiết mà sẽ rồi thua nhỉ. Tiếp ra. Ok. Có 2 T2 này. Không ra teo nhỉ. Ra hẳn QC2 rồi mà không ra teo nhỉ. Thên à. Nhận trên floor 2. Thên thì tất nhiên anh em đánh thì anh nên đánh thên nhá, chứ anh không nên đánh floor đâu. Đó, mình đang thích làm clip nên là mình. Floor 1 này chắc bỏ xuống, hay bỏ hai con floor đi lấy hai con thú nữa nhỉ. AT2 với cả floor 2 kia đánh được không? Floor này anh em sắp bán chưa? Cái liềm cho 2AT cũng được. Cho floor này đi. Ok, có teo rồi thì. Chưa sang teo nào nhỉ. Tốc nào. Này cho tặng con floor à, trông buồn cười quá nhỉ. Tay đằng kia. Floor xin góc. Ok. Floor 3 ghê. Shall I compare thee to a summer's day? Bán lốc 2 này. 9 ma lốc. Rồi con này ăn choáng. Có một cái liềm nhưng mà không kịp nhảy. Có 2 floor mình gánh đi thôi.
Hay mình để thú lên trên một tí nhỉ? Thú này đứng hơi thấp. Thú này khả năng này cho chết sớm hơn anh em. Đằng nào cũng chả ai có thương. Ước gì làm được content floor 3. Okay. Bắt đầu thấy hơi khó rồi. Bắt đầu thấy hơi khó rồi. Hai thương bên đáy này. Có thương mà. Teo này. Cho Chrissy vào nữa này. Chrissy đứng đây này. Cho hai con này lên góc nhé. Lên trên nhé. Cái này đi. Floor này thì cứ để dành ở đây nhé. Malok. Bây giờ mình không chơi Malok thì... Mình cho Teo. Teo bắn một thường thẳng thôi. Nhiều Nakot không? Nhiều Nakot anh em. Cho bắn đường góc này. Bây giờ mình cần gì nhỉ? Cần thêm floor. Bắt con rồng này. Có con thên. Nếu mà lên thên 2 thì mình chơi thên 2 nhé. Còn nếu mà lên... Ui, con teo mình chết à? Con rồng khạc chết con teo mình cơ. Rồi. Bắt đầu đấy. Bắt đầu... Sự khó khăn của việc chơi floor 3 nó đến rồi đấy anh em. Xử lý nào nhỉ? Chưa cái con này vào. Thủ chiến vứt con này đi. Quyết tâm anh em, quyết tâm lên floor 3. The fragrance of romance is truly intoxicating. Đam mê làm clip ấy anh em ơi. Khá này do đam mê làm clip bắt con teo mình em. Không. Choáng, ok. Con cát nhảy được thêm phát nữa rồi. Ok. Rồi nhảy được nhiều phết này. Cát nhảy được phát nữa, có sách thánh mà anh em. Đặt này đi. Cũng muốn chơi thêm đấy anh em ấy, nhưng mà hay mình chơi hẳn 4 thú cho nó nhiều bài để mình làm content nhỉ. Chơi hẳn 4 thú thì sẽ nhiều bài hơn, có kẹp thêm 2, kẹp floor 3, kẹp thế gì cũng được. Thì kẹp thêm một con Nomad mà cũng được, đánh 3 Nomad. Tám con teo mà. Một con. Đánh 3 Nomad được không nhỉ? Bây giờ nhá, nếu mà mình bỏ 3 Nomad vào thì mình sẽ cần thêm lên 9, lên 10 và thêm 2 con Nomad nữa. Ba Nomad cũng hay nhỉ anh em nhỉ? Hay là mình thử ba Nomad phát nhỉ? Ba Nomad, một Volcat, hai tinh linh. Đánh mãi mấy bài cũ nó cũng chán nhỉ. Ngon thế nhỉ? Tự nhiên con teo mình sang góc kia nó an toàn. Hợp lý thật. Chỗ con teo này không có đồ, không có truy hồn, không có gì. Mỗi cái đồ tốc đánh, khỏe. Quét bên kia khỏe nhỉ? Rồi ăn choáng. Quét này lên trước, chọc trước, đúng không? Con cát ta chém, ok. Basic thôi. Basically so. Ba Nomad à? Nomad còn cái gì ấy nhỉ? Có gì khỏe hơn con Butterfly này không anh em? Tạm đi ạ. Trong lúc chưa có floor 2 em ơi. À floor 3. Nó làm gì nhỉ? À Chick Nomad không? Có mỗi thên này, mỗi floor với cả có mỗi butterfly thôi anh em ạ. Butterfly là con khỏe nhất của Nomad này. Và một cái ấn Nomad, à một cái ấn Nomad và một cái thẻ Nomad. Nomad này. Này sang cho con teo nhé, teo 2 rồi. Cầm đồ thì. Mặc dù đồ xấu nhưng mà vẫn phải cầm anh em. Còn vấn nạn là đánh chuỗi thắng thì nó hay ra đồ xấu thôi anh em. Quả này quyết tâm lên floor 3 đi. Có một lần này. 3. Đây là gì? Bán tiếp. Ê thật, nếu mà không ra 3 Nomad là mình hơi bị tiếc đấy. Tiếc lắm. Xin cái sách thánh nhé cho con teo. Teo là một sách thánh này.
Mỗi bạn nào bạn ấy vừa bế mình xong rồi bạn này khác cơ. Ui hay cho teo bay nhỉ. Ui ui cũng được. Thử một phát thôi, thử một phát thôi anh em ơi. Cho con teo mình bay ra phát. Đúng một phát thôi, một thằng ăn chính xác rồi đấy. Bao trời ơi đẹp đẽ quá, sao mà yếu thế nhỉ. Bắn ulti đẹp ấy chứ có phải xấu xí gì đâu mà sao mà nó yếu nhỉ. Ăn choáng, cho ăn choáng anh em ấy. Mấy giây là hết choi rồi, bạn này không có choi đâu. Ăn choáng này, ok không chết, không có truy hồn. Nhảy trước, ok mình nhảy thêm một phát nữa trước là trước này. Hòa thôi, gặp một bạn đấy thôi, mình muốn chơi bạn này thôi chứ. Xin truy hồn nhé, cần truy hồn này cho con. Ok này trả thương lại cho con floor nhé. Mình gặp mỗi bạn đấy là đẹp thôi, còn lại mấy bạn kia xấu. Tự nhiên máy này gặp đúng các bạn mà mình cần. Floor 2 à, floor 3. Ui ra nhiều con teo quá. Ui thề không ra floor thật à. Ê không đùa đâu ấy, mình làm content thên này. Không kịp. À Shiba sao mình cố tí không được hả các bạn. Floor xin còn đẹp. Kèo sắp thua anh em ơi. Tình trạng sắp thua nữa. Teo bắn trụ không choáng con teo bên kia. Không được rồi. Ăn à, đã choáng được. Choáng được phát nữa. Chết luôn. Ôi trời ơi, làm content lỏ rồi anh em ơi. Con floor 3 rồi con thên này, nhưng mà đồ này sao cho thên được. Ôi chơi thên tốc đánh à. Thôi cầu xin ấy, mình cho mình một con floor thôi. Mình đã đến cái nước này rồi. Thôi đi à. Má nó không ngờ sao lại có một cái trường hợp nó như thế được nhỉ. Check phát Von Cat à. Cũng không nhiều Narcot lắm đâu anh em, mới mua vài con Narcot thôi. Mình cầm con để nó đứng lại đấy anh em. Còn con này đây nó đứng lại, để cho con Narcot nó xuống nó còn chém con này. Teo sắp teo 3 nữa này. Một con teo, hai con teo và thiếu một con floor. Nó Narcot này đi. Rồng này thổi góc xấu này. Ok. Thêm kia không làm được gì anh em ơi. Thêm kia chả làm được cái việc gì. Con cát mình thì cũng thua. Làm con te lỏ rồi anh em ơi. Ôi ôi, đam mê content làm gì không biết. Đam mê content làm gì không biết. Mà mình cũng không lên 9 được cơ, bởi vì mình đang tìm con floor này, mình phải ở thấp, mình có nhiều phần trăm ra tướng 2 vàng. Teo còn một con không lên được. Con cát cũng không lên được. Bây giờ chỉ có tìm con floor 2 chứ còn chả còn cái cơ hội gì nữa mình. Gỡ được cái gì không nhỉ? Có gỡ được cái gì không anh em? Thương này, thương này bắt mình này. Đợi quá các bạn này còn bắt mình nữa. Rồi không có con cát của mình ở đây thì ai tanh cho con floor này nó xiên. Floor này nó xiên thì ai cản được anh em ơi. Ai cản được con floor này, ai cản được con von cát thì thôi rồi. Làm content đỏ quá, không làm content nữa thề. Ô, ba và cái kết à. Đánh thế nhở. Em thề. À đây rồi. Trời ơi, nó ra quá muộn màng. Những câu không xin lỗi ơi, những câu xin lỗi muộn màng. Ôi trời ơi. Ôi giời ơi, con floor 3 mình. Thật ra anh em đánh kiểu này cũng khó thắng được lắm anh em, nên anh em đừng đánh nhé. Không lại bảo mình xui dại. Ai mà tiếc quá à. Cuối đời gặp Lan.
cách thật. Anywho, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới góp ý, các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Okay. Bye bye.